Thưa quý vị, số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 24.000 người. Công tác cứu hộ tìm kiếm những người mắc kẹt vẫn đang được khẩn trương triển khai. Khoảng 6.500 tòa nhà đã bị sập trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ước tính hàng trăm nghìn người dân đang không có nơi trú ngụ an toàn. Cuộc sống của những người sống sót hiện gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Lúc này, nhiều tổ chức từ thiện đã chung tay giúp sức hỗ trợ phần nào những khó khăn cho các nạn nhân động đất. Hàng trăm chiếc lều đã được dựng lên tại sân vận động Subat ở thành phố Karamanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ, biến sân vận động này thành một khu trại tạm thời dành cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 vừa qua. Những ngôi nhà xung quanh chúng tôi, cây cối, quán cà phê, mọi thứ đều bị phá hủy, trời rất lạnh. Nhiệt độ vẫn dưới mức đóng băng trên khắp khu vực rộng lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn còn rất nhiều người không có nơi trú ẩn. Chúng tôi đã ở đây 4 ngày. Chúng tôi ngủ giữa dòng người trên đường phố với nhiệt độ 3 độ vào ban đêm và không có chỗ ở. Trẻ em, phụ nữ, người già, một số người bị thương nặng. Những người này đang phải chịu gấp đôi sự khổ sở trong những ngày qua. Nhiều lều tạm cũng đã được dựng tại các sân vận động, các trung tâm thành phố, khu nghỉ dưỡng, trong khi các khách sạn bên ngoài khu vực động đất đã mở cửa tiếp nhận người dân đang sơ tán. Chủ các nhà hàng trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ cũng đổ về Hatay ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, để cung cấp bánh kebab, cơm và những bữa ăn nóng cho các nạn nhân của thảm họa. Khoảng 1 giờ sáng nay theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ, tức 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến thành phố Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Dù phải di chuyển liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, không có thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng ngay sau khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ đã bắt tay ngay vào cứu nạn cứu hộ. Quá trình khảo sát được lên kế hoạch kỹ lưỡng trong bối cảnh thời tiết và điều kiện sinh hoạt rất khó khăn. Ngay trong đêm qua, đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã dựng xong lán trại và đi khảo sát hiện trường được phân công bởi Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một tòa nhà trên đường 531 thuộc thành phố Adıyaman. Tòa nhà này được cho là đã vùi lấp 15 người trong cùng một gia đình sau trận động đất hôm 6 tháng 2. 7 giờ sáng nay, đoàn đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Quá trình triển khai hiện trường vô cùng phức tạp bởi liên quan đến cái sự sập đổ. Toàn bộ cái công trình, tức là dập nát tất cả các hệ thống cũng như là cái hệ thống sàn đều bị sập xuống các phía dưới. Và phải sử dụng cái máy móc chuyên dụng, những cái máy cào, máy múc để hỗ trợ cho cái việc khoan cắt của chúng tôi thì mới có thể tiếp cận được nạn nhân. Hiện tại thì công việc đang tiến hành. Thành phố Adıyaman hôm nay đã hửng nắng sau mưa tuyết, nhưng nhiệt độ vẫn chỉ dao động từ âm 6 cho đến âm 2 độ C. Thời tiết khắc nghiệt, nhưng sức khỏe của các chiến sĩ vẫn đảm bảo và đang nỗ lực không ngừng với hy vọng tìm kiếm được nạn nhân còn sống. Ngày hôm nay thì chúng tôi thực hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tổ trực tiếp chiến đấu thì đã ra hiện trường thực hiện cái việc khoan phá cắt kết hợp với hỗ trợ của phương tiện cơ giới để có thể tiếp cận nạn nhân cách nhất. Cái công việc thứ hai là chuẩn bị sắp xếp những cái đồ đạc là những cái phương tiện dụng cụ y tế mà Bộ Công an hỗ trợ cho nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ để các bạn thực hiện cái nhiệm vụ khám chữa bệnh cũng như là hỗ trợ những cái nạn nhân có những cái chấn thương nặng. Tối nay, đại diện Đại sứ quán Việt Nam và đoàn công tác của Bộ Công an sẽ bàn giao các thiết bị hỗ trợ cho lãnh đạo thành phố Adıyaman. Còn tại hiện trường, lực lượng cứu nạn đã phát hiện vị trí của những nạn nhân đầu tiên trong đống đổ nát và đang lên phương án sớm nhất để đưa các nạn nhân ra ngoài. Dự kiến ngày mai 76 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam lên đường hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ với đội quân y, cán bộ chỉ huy và 6 chú chó nghiệp vụ.